Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì em lại tiếp tục em lên cho các bác ở đây là thêm một cái bộ dàn đời cao dòng CR của Onkyo các bác nhé. Con này là con Onkyo CR555. Đấy. Đấy. Bộ dàn này thì nó được sản xuất với cái phiên bản loa theo cái chuẩn châu Âu. Các bác có thể thấy là các cái loa của nó sẽ mang đặc trưng của nó châu Âu, đó là nó hay có cái nón tép tên lửa như này, cái nón tên lửa như này. Đấy. Cái nón tên lửa nằm cắm thẳng bên trong của cái nòng bên trong, và cái côn loa nó sẽ được dao động tịnh tiến quanh cái trục này. Đấy. Và nó cho cái bộ âm thanh rất là hay luôn, vừa là nhìn đẹp vừa là có âm thanh hay nhá. Loa màng giấy gần vải bát 11 cm. Loa là được trang bị cả một cái mặt gỗ nặng ở đây luôn nhá, rất là chắc chắn. Onkyo CR355. Bộ dàn này thì mình có thể kết nối cổng quang TV này, cổng có thể kết nối với cả quát xuồng ống trục này, cắm điện thoại, máy tính nghe nhạc này, đầy đủ nhá. Ngoài ra nó có thêm cả CD và USB để mình có thể là kết nối USB với cả mở CD nhá. Đấy, tuy nhiên thì cái CD này em cũng không rõ là nó còn chạy đâu hay không đâu. Cái này thì em sẽ test thêm cho các bác nhé. Cái mắt này thì thường bên em không báo chạy. Em sẽ vẫn cứ test cho các mọi người nó đọc hay không, em báo lại luôn cho nó dễ. Này, ví dụ con này là đang test đĩa này, không đọc này nhá. Onkyo CR355. Bộ dàn này thì mình có thể là kết nối điện thoại, máy tính nghe nhạc và kết nối cổng quang nghe nhạc USB nữa. USB đây. USB thì mình sẽ input chuyển sang USB nhé. Đấy, nó sẽ báo số bài trong đây và mình bấm vào đây nó sẽ chạy. Con này thì tiếng rất là hay, sự phù hợp cho các cái phòng diện tích khoảng tầm 15-20 m² đổ về nhá. Dàn sẽ có chỉnh bát test mặt máy luôn này, ấn tông này. Đây là bát nha. Đấy, phát nữa ra tép. Bát đăng sơ cân bằng hai bên trái phải. DM bát on off. Đây. Thì đây là cái mình xoay từ nhá, bởi em xoay quên là xoay giống kiểu giống như kiểu là chỉnh bát nhá, thì cần xoay một lần ra on, xoay lần nữa ra off, thế thôi. Thì BM bát on thì nó sẽ là chế độ tăng cường tiếng bát để nghe cho những cái bác nào mà cần bản nhạc nào mà mình cần nghe tiếng bát nó nhiều một tí nhá, thì mình có thể tăng cường lên. Đấy. Ok nha, USB cũng chạy. Đó. Kết nối điện thoại máy tính, ấn input chuyển nó về trở lại cái chức line 1 hoặc line 2. Cắm line 1 chuyển line 1, cắm line 2 chuyển line 2. Không thôi đến với tôi.
đêm nằm miền xa trời cao đất hạ. Ok nhá, thì đây là con Onkyo CR 3.5 kết hợp với đôi loa D112XT. Đấy. Thì bác nào mà đang có nhu cầu lấy những bộ dàn cao cấp như thế này thì alo em nhé. Dàn cao cấp thì đương nhiên giá của nó sẽ khác. Đấy, như cái bộ CR 3.5 này đấy, thì giá của nó là 6.800.000 nha. Bác nào mua thì alo em nhé. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác trong cái video tiếp theo bên em nhé.